Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban Ở Với những chiếc ghế massage sau một thời gian dài khi mà các bạn sử dụng thì không chỉ có hệ thống dây cura, hao mòn mà bên cạnh đó bộ phận hao mòn nhiều nhất đó chính là cái con nan massage Và trong video ngày hôm nay Ngọc Gia Ban sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thay thế con nan ghế massage nội địa Nhật đến từ thương hiệu Furidoki thì đối với dòng ghế Furidoki thì thông thường ở bộ động cơ của nó sẽ là hai con năn được làm bằng chất liệu ở silicone và đây chính là bộ động cơ của chiếc ghế thì với chiếc ghế ngày hôm nay Ngọc Gia Ban đang lấy mẫu ở đây là chiếc SKS 2650 về cái chất liệu con năn của nó cơ bản thì nó còn rất là đẹp ở đây thì cái chiếc ghế Ngọc Gia Ban vẫn đang kết nối cái nguồn điện sẽ đẩy cái bộ động cơ lên để cho các bạn có thể xem sơ qua về cái chất liệu của cái con năn thì ví dụ như là gia đình nhà chúng ta đang sử dụng một chiếc ghế của dòng Furidoki Mà về cái chất liệu cái con ăn của nó, nó đã hao mòn rất là nhiều rồi Và nó không thể massage được nữa Cái chất liệu cái con ăn ở trong video này thì nó còn rất là mới Thì Ngọc Giao Ban sẽ có cái video ngày hôm nay để hướng dẫn cho các bạn Về cái cách thay thế ngay tại nhà rất là đơn giản thì đầu tiên là các bạn sẽ cần phải tháo cái ốp nưng ở phía đằng sau để nó nộ được ra cái bộ động cơ. Và tiếp theo ở đây chính là hai con năn thì với những dụng cụ mà chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị như sau một sẽ là về hệ thống nục giác thì ở đây ngọc gia ban đang có một hệ thống nục giác loại nhỏ và để vặn được hai cái con ăn cũ này ra thì chúng ta sẽ cần là cái nục giác cỡ 4. đấy chúng ta sẽ lựa chọn cái nục giác cỡ 4 này để tiến hành tháo và lắp Tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng một cái tua vít để tháo được cái ốp lưng ra. Sau khi chúng ta tháo ốp lưng ra thì chúng ta sẽ tiến hành thay uh, thay cái con ăn và thay xong thì chúng ta sẽ lại sử dụng cái tua vít để có thể là nắp lại cái ốp lưng và cũng như là thay con ăn thì chúng ta cần phải có một bộ con ăn mới thay thế thì ở đây ngọc gia ban cũng đã chuẩn bị được hai cái con ăn thì về độ mới của hai cái chiếc này nó tương tự như nhau nó không có cái sự sai lệch nào cả và đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng cái nục rác cỡ 4 ờ, để chúng ta tiến hành vặn khi mà chúng ta đã đưa được cái lục giác vào đúng cái khớp của cái con ốc nó chốt cái con nan này thì cái hướng mà chúng ta vặn thì các bạn sẽ vặn là ngược chiều kim đồng hồ và không được vặn xuôi chiều kim đồng hồ nếu như mà vặn xuôi thì nó sẽ là xoáy vào và ngược chiều thì nó sẽ là mở ra ở đây thì Ngọc Giáo Ban đã mở ra được cái hệ thống cái cái con ốc ở đây rồi và chúng ta sẽ xoáy ngược chiều kim đồng hồ cả hai bên bên nào cũng vậy để cho cái con ốc nó đi ra và lưu ý trong quá trình mà chúng ta xoáy thì không được để bất kể một cái uh, chi tiết linh kiện nào rơi ra bởi vì ở đây bên trong của nó đây đây chính là bên trong này thì đây chính là cái giá để nó có thể treo được cái con ăn này đấy đây chính là vị trí cái giá để treo cái con ăn và cũng như là uh, bên ngoài thì nó sẽ có một cái long đen đấy đây nó sẽ có một cái long đen này. Và ở đây là nó sẽ có một cái ống chốt nhựa ở đây nữa Đây nó sẽ có một ống chốt nhựa ở đây Để đút vừa được vào cái giá đỡ Thì khi mà chúng ta thay một cái con ăn mới Đây ví dụ như là cái con ăn này nó đang bị hỏng này Chúng ta sẽ bỏ cái con ăn này ra Và chúng ta sẽ tiến hành là thay thế Nắp một cái con ăn này mới vào Đấy thì cái con ăn ở đây khi mà Ngọc Do Ban tháo ra là nó nó vẫn còn một cái chốt nhựa Thì chúng ta có thể là giữ nguyên cái chốt nhựa này Hoặc không thì chúng ta có thể tháo ra để chúng ta lấy cái chốt nhựa cũ này Đấy chúng ta nắp cái chốt nhựa cũ vào Đấy, và sau đó chúng ta sẽ đưa vào giá của bệ đỡ. Và tiếp tục là chúng ta sẽ sử dụng cái nong đen này, chúng ta đặt ở bên ngoài và cũng như là vít cái ốc này vào. Và khi mà các bạn đã đưa xong các hệ thống như là chi tiết những nong đen này rồi cả cái con ăn này thì uh, cái khâu cuối cùng là các bạn sẽ đưa cái phần cái con ốc này vào và chúng ta sẽ vặn vào. Cũng như là sử dụng hệ thống cái lục giác. Đấy, chúng ta sẽ vặn theo chiều kim đồng hồ. Khi tháo thì chúng ta sẽ vặn ngược chiều kim đồng hồ. Và khi nắp thì chúng ta sẽ vặn xuôi chiều kim đồng hồ Đấy Và nắp nữa thì khi mà chúng ta đã thay xong một cái con năn Thì bên con năn kia cũng vậy Cũng tháo ốc ra thì ngược chiều kim đồng hồ Và nắp ốc vào là xuôi chiều kim đồng hồ Và lưu ý là trong quá trình chúng ta sẽ vặn chặt tay Cảm giác chúng ta vặn làm sao cái lục giác này Chúng ta xoáy cái con ốc nó được chặt tay rồi Không nên chặt quá Bởi vì sau này chúng ta có thể là tháo tiếp ra để chúng ta thay cái con khác và cũng không nên để lỏng quá bởi vì sao để lỏng quá thì là cái con nan này nó sẽ bị dơ đấy nó bị dơ nó bị trơ ra và khi mà nó bị trơ thì là cái con nan nó hoạt động nó không đúng theo cái nhịp độ thì uh, thay được một con bên này thì nát nữa các bạn cũng sẽ thay một con bên kia như vậy cũng là tháo cái con ốc ra để rút cái con nan là ngược chiều kim đồng hồ và nắp vào là xuôi chiều kim đồng hồ uh, sau đó là các bạn cũng sẽ thử bật một cái bài để chúng ta test xem là cái chiếc ghế nó đã vận hành ok chưa đấy thì như ở đây các bạn có thể thấy là khi mà ngọc Giao ban đã thay rồi thay cơ bản là thay mẫu cho các bạn một bên đấy cái con năn nó vẫn sẽ tiếp tục hoạt động rất là linh hoạt trơn chu Đấy nó đo thì đấy là cái cách mà ngọc Giao ban đã hướng dẫn cho các bạn thay thay cái con năn massage của dòng ghế massage nội địa nhật furidoki với số lượng là hai con năn ở ngay tại nhà Uh, nếu như mà các bạn uh, vẫn còn thắc mắc hay là những cái vấn đề gì cần giải đáp về kỹ thuật của những chiếc ghế massage thì uh, có thể liên hệ với Ngọc Gia Ban qua uh, số hotline bảo hành 0971 233 066 hoặc là các bạn đang có nhu cầu về những chiếc ghế massage nội địa nhật thì hãy liên hệ với Ngọc Gia Ban qua số hotline 097 494 55 55 Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. À, nếu như mà các bạn có những ý kiến đóng góp hay cần Ngọc Gia Ban hỗ trợ gì, có thể để lại một ý kiến dưới phần bình luận. Và đừng quên để lại cho Ngọc Gia Ban một like, một đăng ký kênh, bật chuông thông báo để đón chờ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.